là một trong bốn mảnh ghép tạo nên một Blackpink hoàn hảo và thành công như hôm nay. Jisoo đã phải nỗ lực rất nhiều để có được thành công của hiện tại. Chị cả đã không ngừng nỗ lực và cải thiện bản thân lên từng ngày. Bởi không ai là không có khuyết điểm cả, mỗi người sẽ có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Trên hành trình khẳng định tên tuổi của mình cũng như của cả nhóm, không phải toàn màu hồng của sự thành công mà xen kẽ đâu đó vẫn có màu đen của sự chông gai và áp lực đến từ rất nhiều phía trong cuộc sống, trong đó phải kể đến những ý kiến trái chiều của dư luận. Thậm chí, có những lần chị cả của Hắc Hương còn bị xúc phạm quá đáng. Vậy thì hôm nay hãy cùng chúng mình điểm qua những lần chị cả Jisoo phải chịu đựng những ý kiến đó nha. 1. Bị rap diss bằng ngôn ngữ thô tục. Trong một phần thi của hai rapper người Việt, khi R biết đối thủ T là fan hâm mộ của chị cả đen hồng, nên anh chàng đã không ngại nhắc tên Jisoo và Blackpink trong phần rap diss của mình với lời lẽ thô tục và chợ búa để thoá mạ đối thủ. Điều này khiến các fan yêu thích nhóm tại Việt Nam cũng như fan quốc tế vô cùng bức xúc. Tuy nhiên, một số người trong giới underground cho rằng đây là chuyện bình thường trong các trận đấu rap. Họ sẽ dùng những từ có tính khiêu khích, cay nghiệt xúc phạm đối thủ để giành chiến thắng. Tuy nhiên, câu trả lời này cũng khó lòng xoa dịu được cộng đồng Blink trên toàn thế giới. Vì các fan cho rằng thay vì lấy người khác để diss, họ có thể diss trực tiếp đối thủ. Sự việc được đẩy tới cao trào khi các trang tin Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, khiến cộng đồng fan vô cùng bức xúc. Người hâm mộ đã nhanh chóng report đoạn video đó, rất nhanh sau đó chúng đã bay màu khỏi YouTube. Thế mới thấy sự đồng lòng của Blink dành cho Jisoo cũng như Hắc Hương là như thế nào. 2. Bị cho là nguyên nhân hoãn comeback của nhóm. Các fan hay kêu than rằng Hắc Hương comeback quá ít trong năm, nên vì vậy cô chị cả của nhóm lại chính là nguồn cơn cho sự giận dữ của các fan. Một số nguồn tin được fan truyền tay nhau trên Weibo rằng bởi vì Jisoo không thuộc động tác, nên nhóm phải liên tục trì hoãn việc comeback sau một thời gian dài vắng bóng trên các sân khấu âm nhạc. Những lời nói vô lý này không chỉ dừng lại ở Trung Quốc mà còn lan sang các nước khác. Người hâm mộ của Jisoo vô cùng bức xúc vì những lời nói vô căn cứ này. Ai cũng biết để chuẩn bị cho việc trở lại của một nhóm nhạc phải tốn rất nhiều công sức. Lee Hee, một nghệ sĩ từng thuộc YG, chia sẻ, bởi vì ở công ty có rất nhiều nghệ sĩ hoạt động phải mất ít nhất 2 tháng để chuẩn bị cho một người hay nhóm nhạc comeback. Vậy nên trong năm nhiều nhất chỉ có 5 nhóm được ra bài hát mới thôi. Có lẽ vì vậy mà sự trì hoãn cho màn trở lại của bốn cô gái là điều có thể hiểu. Chưa kể rằng có rất nhiều khâu phải chuẩn bị cho việc comeback, bao gồm thu âm, dựng bài nhảy, thử trang phục, lên ý tưởng MV, make up, luyện tập và hàng loạt các hoạt động khác, chứ không đơn giản chỉ là tập nhảy như lời đồn. Trong bộ phim tài liệu của Blackpink đã từng hé lộ khâu thử đồ của nhà Hắc Hương, Rose cũng chia sẻ rằng đây là một việc rất tốn thời gian. Ấy vậy mà rất nhiều người cứ bám víu vào đó để không ngừng công kích Jisoo. Người này truyền người kia, dần dần như muốn khẳng định đó là sự thật vậy. 3. Bị chính fan xúc phạm. Sự thành công của bốn nàng không chỉ nhờ vào tài năng ra, mà còn nhờ vào sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng fandom trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải fan nào cũng yêu thương họ cả. Điển hình là các admin của một fanbase ở Brazil, được các Blink biết đến là người ủng hộ hết bốn thành viên. Tuy nhiên, khi các tin nhắn trong nhóm chat bị lộ ra ngoài, thật khiến người hâm mộ không khỏi tức giận. Các admin này đã dùng những lời lẽ khiếm nhã để nói về Jisoo. Họ bàn luận về tài năng của chị cả, cho rằng cô không có tài năng gì nổi bật ngoài nhan sắc ra. Chỉ hợp với vai trò YouTube hay gamer thôi và lời nguyền Visual là luôn bất tài. Đỉnh điểm của cuộc trò chuyện là các fan nói Jisoo và Jennie thuộc dạng ăn chơi, không còn trong trắng nữa, thậm chí lôi chuyện trinh tiết ra làm trò đùa. Điều khiến người hâm mộ hết sức bất ngờ vì trước giờ fanbase này luôn tỏ rõ lập trường ủng hộ cả bốn thành viên nhà Hắc Hương, thế nhưng sau lưng lại xúc phạm chị cả như vậy. 4. Bị nhà báo viết thiếu tôn trọng. Khi nghe tin Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ châu Á đầu tiên được xuất hiện trên trang bìa Rolling Stone, các Blink đã vô cùng phấn khích và tự hào. Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi đau lại tìm đến. Người hâm mộ nhận ra rằng tác giả của bài báo đã có những nhận xét thiếu tôn trọng đối với thành viên nhóm. Trong một đoạn có viết về Jisoo, mặc dù cô ấy không sở hữu tài năng nổi bật nhất nhóm với tư cách là vocalist hay dancer, nhưng sự trưởng thành của cô ấy đã rõ ràng hơn, câu nói ấy gần như phủ định khả năng và những cống hiến của chị cả đen hồng trong nhóm gần như không có một chút tôn trọng nào. Và về phía Lisa, tờ báo này đã dùng những từ ám chỉ phát âm không rõ ràng của cô và thể hiện sự phân biệt idol quốc tế. Điều này đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt từ phía những người yêu mến các nàng. Lập tức các hashtag bảo vệ Jisoo và Lisa chiếm lĩnh mạng xã hội Twitter và liên tục yêu cầu YG phải bảo vệ gà nhà cũng như tạo sức ép đối với tờ Rolling Stone Hàn Quốc phải đưa ra giải thích, đồng thời gửi lời xin lỗi đến hai thành viên nhóm. Dưới áp lực của lượng fan hâm mộ đông đảo của Hắc Hương, đại diện của tờ báo đã phải đính chính thông tin rằng do sử dụng từ ngữ và lựa chọn ngữ cảnh không phù hợp dẫn đến hiểu lầm không đáng có, và các chuyên mục sẽ được sửa đổi bổ sung vào ấn phẩm tuần tới.
Đồng thời trang tin này cũng gửi lời xin lỗi đến Jesu và Lisa. 5. Bị nói có hành động vô duyên. Trong một lễ hội âm nhạc cuối năm mà Đen Hồng tham gia, khi các thành viên đang ngồi dưới sân khấu và tận hưởng âm nhạc, cụ thể khi tới ca khúc Mid Rap của tiền bối BTS, bài hát này nổi tiếng với vũ đạo thả mid rất ngầu và Jesu đã làm lại động tác ấy bằng cách cầm túi giữ nhiệt và quăng xuống. Cô nàng còn rất nhiệt tình hát theo cũng như thể hiện biểu cảm của mình. Đây là cách Jesu đang tận hưởng và quẩy theo nhạc, nhưng dưới lăng kính của anti-fan thì những hành động của cô nàng lại trở thành vô duyên và không tôn trọng tiền bối. Trong khi đó trong bàn có rất nhiều người cũng quẩy và hát theo, nhưng Jesu lại là người bị chỉ trích, thật là quá bất công cho cô nàng nhà ta mà. 6. Bị nói nên rời khỏi nhóm. Không khó để bắt gặp những bình luận như vậy trên mạng xã hội. Khi Jesu được giới thiệu lần đầu tới công chúng, cô nàng đảm nhận vị trí visual. Nhưng đối với một số người đã mang sẵn định kiến thì họ không công nhận và luôn tìm cách để chứng minh chị cả thế này hoặc thế kia để kết luận Jesu nên rời nhóm. Một trong những lý do được đưa ra nhiều nhất là Jesu không thể hát, Jesu hát yếu, Jesu không thể nhảy hoặc trình diễn tệ, sao cô ta mãi không chịu tiến bộ, giọng cô ấy thật khó nghe, Jesu không phù hợp với bài hát, không thể thấm được vẻ đẹp của cô, vân vân. Từ lúc ra mắt đến giờ có thể nhận thấy Jesu đã nỗ lực như thế nào để tiến bộ từng ngày, từ vũ đạo cho đến giọng hát hay trình diễn trên sân khấu. Hát gương hoàn hảo và thành công như hôm nay không thể thiếu bóng dáng bóng hồng này. Qua rất nhiều video chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy Jesu đã làm tròn trách nhiệm của một người chị lớn trong nhóm. Dù không hề nói ra, nhưng cô ấy luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm ấy mỗi ngày. Những lúc em gái xúc động hay khó xử, cô nàng luôn là trụ cột vững vàng cho các em. Nhớ lúc nhóm nhận được những chiếc cúp chiến thắng, các em đã không kìm được nước mắt, chỉ có Jesu kiên cường ngăn lệ rơi và thay mặt nhóm phát biểu cảm ơn. Sau này nhà sản xuất âm nhạc Kenny cũng đã chia sẻ trong bộ phim tài liệu của nhóm rằng anh ấy đã biết Jesu rất lâu rồi, nhưng chỉ chứng kiến cô ấy khóc một lần duy nhất. Jesu đã phải mạnh mẽ và kiên cường như vậy để bảo vệ chính mình cũng như các thành viên cùng nhóm mà lại bị nói là nên rời nhóm. Sức nặng của vương miện là điều không thể tránh khỏi, người mang vương miện càng không thể cúi đầu. Để có được thành công và sự nổi tiếng như hôm nay, không biết Kim Jesu đã phải chịu đựng và trải qua những gì. Cô ấy luôn thể hiện mình là người vui vẻ và nhiều năng lượng tích cực, nhưng cô ấy cũng là con người như chúng ta, cũng sẽ có lúc buồn vui giận hờn. Sức nặng vô hình trên vai khiến Jesu không được thoải mái thể hiện cảm xúc thật của mình, nhưng người hâm mộ vẫn có thể nhận ra nỗi buồn trong ánh mắt đó. Jesu từng nói với người hâm mộ rằng mình không nghĩ về bình luận ác ý và chỉ nhớ đến những điều đáng nhớ. Cô ấy luôn biết cách biến mình trở nên mạnh mẽ trong mắt người hâm mộ và cố gắng truyền đi những điều tích cực. Kim Jesu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Sắp tới, sau khi lịch trình World Tour kết thúc, những người yêu thích chị cả Đen Hồng sẽ được tận hưởng màn ra mắt solo của cô nàng. Khi có thông tin cho rằng mọi sự chuẩn bị cho bài hát mới của Jesu đang diễn ra, thì niềm mong chờ càng dâng lên gấp bội. Cuối cùng mong rằng chị cả của Blackpink luôn mạnh mẽ, giữ gìn sức khỏe trong hành trình chạy World Tour hiện tại và có một màn chào sân với tư cách ca sĩ solo thật thành công. Còn các bạn nghĩ sao về những điều xúc phạm mà chị cả nhà Đen Hồng đã phải trải qua? Hãy cùng bình luận phía dưới cho tụi mình được biết với nha. Còn bây giờ nhớ đăng ký và ấn chuông thông báo để đón chờ video tiếp theo từ N2T Kpop nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.